Một đôi môi hồng hào, căng mọng luôn mà niềm mơ ước của mọi cô gái. Nó giúp cho các nàng có nụ cười xinh xắn và tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố mà đôi môi của chị em ngày càng trở nên thâm hơn, khô ráp và bong tróc. Làm thế nào để cải thiện tình trạng trên một cách hiệu quả và an toàn? Dùng thử ngay top 10 sản phẩm son trị thâm môi đáng mua nhất 2021. Chắc chắn sẽ mang đến cho các nàng kết quả hoàn toàn bất ngờ đấy. Son trị thâm môi là gì? Son trị thâm môi là những loại son có chứa những thành phần có công dụng trị thâm môi, đồng thời cung cấp thêm những dưỡng chất có tác dụng nuôi dưỡng để đôi môi trở nên mềm mại, hồng hào và tươi trẻ hơn mỗi ngày. Cách chọn son trị thâm môi hiệu quả. Hiện tại trên thị trường có khá nhiều sản phẩm trị thâm môi, tuy nhiên không phải loại nào cũng sẽ mang lại những kết quả như bạn mong muốn. Vì vậy, để có thể lựa chọn cho mình những thỏi son trị thâm môi hiệu quả, an toàn, bạn cần dựa trên những tiêu chí dưới đấy. 2.1 Lựa chọn những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. Những sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên sẽ đảm bảo độ an toàn, lành tính trong quá trình sử dụng, không gây kích ứng hay bất kỳ một tác dụng phụ nào. Với những loại son trị thâm môi, bạn nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm chứa thành phần có khả năng dưỡng môi hiệu quả, chẳng hạn như sea butter, cacao oil, avocado oil, jojoba oil, cocoa butter, sáp ong. 2.2 Chỉ số chống nắng của son môi. Da môi của chúng ta cũng cần được chống nắng để hạn chế các tác nhân xấu từ môi trường bên ngoài. Vì vậy, khi mua son môi các nàng cũng nên lưu ý đến chỉ số chống nắng nhé. Tốt nhất nên lựa chọn những sản phẩm trị thâm môi có chỉ số SPF từ 15 trở lên để bảo vệ môi một cách tốt nhất. 2.3 Chọn những loại son có chứa các thành phần làm sáng môi. Để mang lại hiệu quả trị thâm môi tốt nhất thì việc lựa chọn son môi trị thâm có khả năng làm sáng môi thì điều rất cần thiết. Chị em nên ưu tiên lựa chọn những loại son có chứa các thành phần làm hồng môi như vitamin C, vitamin E. 2.4 Một số tiêu chí cần thiết khác. Một số tiêu chí khác khi mua sản phẩm trị thâm môi mà chị em cần chú ý như: thương hiệu sản xuất, nên lựa chọn sản phẩm của những thương hiệu uy tín, đáng tin cậy, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm. Giá thành sản phẩm, không phải cứ những sản phẩm đắt tiền mới tốt đâu nhé các nàng. Bạn có thể lựa chọn một thỏi son phù hợp với điều kiện kinh tế của mình để không phải đặt nặng về vấn đề tài chính. Xem đánh giá của khách hàng về sản phẩm, trước khi đưa ra quyết định, bạn có thể tham khảo trước những nhận xét, đánh giá của khách hàng về chất lượng và hiệu quả mang lại của sản phẩm. Top 10 sản phẩm trị thâm môi tốt được yêu thích nhất hiện nay. Nếu chị em đang phân vân không biết nên lựa chọn sản phẩm trị thâm môi nào hiệu quả, an toàn thì đừng bỏ qua top 10 dòng son môi đẹp trị thâm hiệu quả dưới đây nhé. 3.1 Son trị thâm môi The Lip Dream. Đây là sản phẩm son làm hồng môi đến từ Nhật Bản, được hàng triệu chị em phụ nữ trên toàn thế giới tin dùng nhờ vào chất lượng sản phẩm rất tốt, mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng. Thành phần chính của son The gồm dầu ô liu, mỡ cừu, tinh chất nha đam, chiết xuất nhân sâm, vitamin E, capric, pentin glycol, squalene. Đây đều là những dưỡng chất rất tối cho môi, có tác dụng trị thâm, làm hồng môi và dưỡng môi luôn căng mọng, hồng hào. Em này có độ bóng vừa phải, khi thoa lên môi sẽ cảm nhận được ngay sự mềm mại, căng mọng, không hề gây bết rít khó chịu. Đặc biệt, khả năng trị thâm môi rất hiệu quả, chỉ sau khoảng 1 tháng sử dụng bạn sẽ thấy màu môi sáng lên trông thấy. Ngoài ra, son The Lip Dream còn có tác dụng tẩy tế bào chết nữa đấy nhé. Mỗi tối trước khi đi ngủ các nàng thoa một lớp son dày lên môi. Sáng mai dùng khăn mềm hoặc bàn chải đánh răng để làm sạch. Chắc chắn sẽ cảm nhận môi trở mềm mại hơn rất nhiều. Các lớp tế bào cũng được loại bỏ hoàn toàn, trả lại cho đôi môi sự tươi trẻ, tăng tràn sức sống. Hiện tại, son trị thâm môi The của Nhật đang được bán với giá khoảng 150.000 đồng đến 200.000 đồng một thỏi. 3.2 Son trị thâm môi Lanolin Lip Balm Vitamin E Apricot Oil Trebix AB14. Dòng son này là sản phẩm thuộc thương hiệu nổi tiếng Trebix đến từ Australia. Sản phẩm được chiết từ 100% nhau thai cừu nên có tác dụng trị thâm môi siêu đỉnh. Son trị thâm môi Lanolin Lip Balm có chất son khá mềm, không màu, Mùi thơm dịu nhẹ giống vanilla tự nhiên, khi thoa lên môi không gây bóng nhờn nên được đông đảo chị em yêu thích. Sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh chóng, chỉ sau khoảng 1 tháng sử dụng, tình trạng thâm môi của các nàng sẽ được cải thiện rõ rệt. Thay vào đấy là đôi môi hồng tươi, mềm mại giúp phái đẹp có một nụ cười tỏa nắng. Ngoài ra, chị em có thể dùng son Lanolin Lip Balm để làm son dưỡng trước khi thoa son màu giúp môi trở nên căng mọng và màu son đánh lên cũng đẹp hơn. Giá của sản phẩm trị thâm môi đến từ Australia đang được bán khoảng 90.000 đồng đến 100.000 đồng một thỏi. Đây là mức giá phù hợp với hầu hết chị em phụ nữ. Kể cả những bạn học sinh, sinh viên đều có thể sở hữu cho mình một thỏi son chất lượng. 3.3 Son trị thâm môi Lanis Lip Clitin Max. Lanis Lip Clitin Max, son trị thâm dưỡng môi đến từ Hàn Quốc, thuộc thương hiệu nổi tiếng Laneige. Chất son của dòng này khá mềm mịn, không màu, không mùi, khi thao lên môi không hề gây khó chịu, nhờn bóng quá mức. Sản phẩm trị thâm môi của Laneige được thiết kế đựng trong hũ nhỏ nhìn khá đáng yêu. Son dạng sáp, chứa nhiều thành phần dưỡng nên khi thao lên bạn sẽ cảm nhận được ngay sự mềm mại của làn môi. Hiệu quả trị thâm được chị em đánh giá là 9/10. Nếu các nàng chăm chỉ sử dụng trong vòng khoảng 1 tháng sẽ thấy môi hồng hào, màu môi sáng và tươi trẻ hơn rất nhiều. Son trị thâm môi Lanis Lip Sleeping Mask đang có giá khoảng 60.000 đồng một lọ, các nàng có thể dùng trong 3 tháng, rất tiết kiệm phải không nào? 3.4 Son trị thâm môi Vaseline Lip Therapy dạng thỏi. Một sản phẩm son dưỡng môi trị thâm nữa không thể không nhắc tới chính là Vaseline Lip Therapy dạng thỏi. Em này có chứa thành phần Vaseline có công dụng loại bỏ lớp tế bào chết trên môi, kích thích quá trình tái tạo tế bào mới, giúp môi trở nên hồng hào, tươi trẻ hơn mỗi ngày. Ngoài ra, son Vaseline Lip Therapy còn cung cấp thêm độ ẩm cần thiết, giúp đánh bay tình trạng khô môi, nước nẻ, bong tróc, ngăn chặn tình trạng thâm môi vô cùng hiệu quả. Các nàng chăm chỉ sử dụng ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ sẽ thấy tình trạng thâm môi được cải thiện rõ rệt. Sau khoảng 2 tháng sử dụng, đôi môi của chị em sẽ trở nên mềm, mịn, căng bóng và hồng lên trông thấy. Giá của em này đang vào khoảng 40.000 đồng, thỏi. Sản phẩm được bán rộng rãi trong siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm, nên các nàng có thể dễ dàng tìm mua ở bất cứ nơi đâu nhé. 3.5 Son trị thâm môi Nivea Fruity. Nivea Fruity là son trị thâm môi được chiết xuất từ trái cây với 6 màu khác nhau, các nàng có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích. Cụ thể gồm có những loại sau: Watermelon, Peach, Pink Guava, Strawberry, Pomegranate, Cherry. Dòng sản phẩm trị thâm môi của Nivea Fruity an toàn tuyệt đối vì được chiết xuất hoàn toàn từ trái cây. Vì vậy, chị em có thể yên tâm sử dụng mà không lo bị kích ứng hay có bất kỳ một tác dụng phụ nào đâu nhé. Thành phần chính của son là vitamin C và vitamin E có công dụng trị thâm môi hiệu quả, giúp đôi môi hồng hào và tươi tắn hơn. Ngoài ra, trong son còn được bổ sung thêm thành phần dưỡng ẩm cao, giúp môi luôn mềm mại, căng mướt, khi thao lên không bị bóng nhờn, bết rít khó chịu, thay vào đấy mà cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái. Theo những đánh giá của các chị em đã sử dụng cho thấy sản phẩm có hiệu quả sau khoảng 1 tháng kiên trì sử dụng. 3.6 Son trị thâm môi Lipid Lipu. Lipid Lipu, một trong những sản phẩm son dưỡng môi trị thâm môi được yêu thích nhất hiện nay vì không chứa chất bảo quản, không chất tạo màu nên an tuyệt đối cho người sử dụng. Thành phần chính của son được chiết xuất từ sát ong vừa có công dụng trị thâm vừa dưỡng ẩm môi vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, các dưỡng chất có trong sáp ong còn có khả năng chống oxy hóa, ngăn chặn các sắc tố gây nên tình trạng thâm môi. Từ đấy giúp đôi môi của chị em trở nên tươi sáng và đều màu hơn. Hiện tại son có 3 mùi hương cho chị em lựa chọn là loại không mùi, loại có hương canh mơ và loại hương cam tây. Giá của sản phẩm vào khoảng 80.000 đồng một thỏi, chị em có thể mua son ở hiệu thuốc, các shop mỹ phẩm hoặc trong siêu thị đều có nhé. 3.7 Son trị thâm môi Benew Nature Herbal Lip Balm. Benew Nature Herbal Lip Balm, một sản phẩm trị thâm môi mà chị em không thể bỏ qua. Son được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như dầu thực vật, lô hội cùng các khoáng chất có lợi cho đôi môi. Em này được chị em đánh giá là mang lại hiệu quả dưỡng ẩm và trị thâm môi rất tốt, khả năng làm mềm môi ngay tức thì, trả lại cho các nàng đôi môi căng mướt, tươi tắn, hồng hào. Hiện tại, son có 3 màu cho các nàng lựa chọn là không màu, màu hồng cam và màu hồng đỏ. 3.8 Son trị thâm môi Innisfree Canola Honey Lip Balm. Đây là sản phẩm trị thâm môi đến từ thương hiệu Innisfree nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thành phần của son đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn, lành tính và phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm nhất. Hiện tại son có vỏ 3 màu cơ bản là xanh, trắng và vàng. Chất son của Canola Honey Lip Balm khá lì, khi thoa lên môi có độ bóng vừa phải. Công dụng chính của sản phẩm là trị thâm môi, ngoài ra còn giúp dưỡng ẩm sâu, có khả năng giữ độ mềm cho môi lên đến 5 tiếng liên tục. Sử dụng khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng chị em sẽ cảm nhận được hiệu quả mà sản phẩm mang lại. 3.9 Son trị thâm môi Himalaya Herbal Lip Balm. Đây là dòng son trị thâm môi tốt nhất đến từ Ấn Độ, được đông đảo chị em phụ nữ ở đất nước này yêu thích và tin dùng. Thành phần có trong sản phẩm gồm có castor oil, có tác dụng giảm viêm nhiễm trên da do khô môi, nứt nẻ. Dầu dừa, giúp dưỡng ẩm và làm mềm môi hiệu quả. Dầu mầm lúa mì và vitamin E, giúp làm hồng môi, đẩy lùi các sắc tố gây thâm môi, giúp môi trở nên tươi sáng và đều màu. Khi thoa lên môi em này sẽ tạo nên một độ bóng nhẹ, mang lại cảm giác căng mướt cho đôi môi. Hương thơm dịu nhẹ nên giúp các nàng cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn mỗi khi thoa son. Hiệu quả mang lại trong khoảng 2 đến 3 tháng, kiên trì sử dụng chị em sẽ có một đôi môi quyến rũ, căng mọng, hồng hào và tươi tắn. Giá của sản phẩm trị thâm môi Himalaya Herbal Lip Balm khá yêu thương, chỉ khoảng 50.000 đồng là chị em đã có thể sở hữu được em nó. 3.10 Son trị thâm môi Dior Addict Lip Glow. Dior Addict Lip Glow là dòng son môi cao cấp đến từ đất nước Pháp xinh đẹp. Thành phần chính của son gồm các hoạt chất có lợi cho môi như Nufa extract, Mango butter, đây đều là những dưỡng có tác dụng làm mềm môi, chống nhăn và trị thâm môi cực tốt. Chất son mềm, có độ bóng vừa phải. Khi thoa lên sẽ làm giảm ngay tình trạng môi khô ráp, bong tróc. Son có khả năng dưỡng ẩm cho môi lên tới 4 tiếng liên tục. Chỉ sau khoảng 3 tuần sử dụng, chị em sẽ thấy đôi môi của mình trở nên hồng hào, căng mịn và tươi trẻ hơn rất nhiều. Hiện tại em này đang được bán với giá khoảng 650.000 đồng đến 700.000 đồng một thỏi. Lưu ý khi sử dụng son dưỡng trị thâm môi. Để mang lại hiệu quả tốt nhất, trong quá trình sử dụng sản phẩm trị thâm môi chị em nên lưu ý một số vấn đề dưới đây. Sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, không dùng son đã hết hạn sử dụng hay có hiện tượng bị hỏng như mốc, chảy nước, có mùi khó chịu, sử dụng đều đặn mỗi ngày, ít nhất ngày 2 lần sáng và tối để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Kết hợp với việc ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau và các loại hoa quả chứa vitamin C, vitamin E, đặc biệt uống nhiều nước. Trung bình 1,5 đến 2 lít nước ngày. Tránh xa các loại son có chứa chì hoặc các chất hóa học gây kích ứng cho môi. Thường xuyên tẩy da chết để kích thích quá trình tái tạo lại các tế bào mới, giúp đôi môi luôn tươi trẻ, hồng hào. Trên đây là bài review sản phẩm trị thâm môi mà các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất. Chúc chị em luôn tự tin với đôi môi căng mọng, hồng hào cùng nụ cười tỏa nắng.